Em thấy em 2 tuổi 5 thì anh nghĩ là em nên đi kỳ tháng 12 hay là kỳ tháng 3 hay không? Kỳ tháng 12 thì là cái kỳ mà bọn em sẽ được ưu tiên chào đón tất cả các trường, là những cái cỏ non. Tất cả các trường đều muốn bọn em cả, rất là ngây thơ, đang trong cái quá trình vừa học cấp 3 xong. Thứ hai, nhân hồ sơ bọn em là hồ sơ đẹp. Tuy nhiên, kỳ tháng 12 là cái kỳ mà nó thời tiết không có ủng hộ. Bọn em sẽ đi nó trái kỳ. Kỳ tháng 3 và kỳ tháng 9 là cái kỳ chính của Hàn. Còn cái kỳ tháng 12 và kỳ tháng 6 sẽ là kỳ phụ cho du học sinh học tiếng thôi. Ví dụ như là kỳ tháng 12 này tuyết nó sẽ rơi này, rất là lạnh, đi lại thì hơi bất tiện này. Thậm chí ra đường nó tuyết nó trơn, nó ngã đập mông luôn. Còn cái kỳ tháng 3 thì như thế nào? Kỳ tháng 3 anh vừa nói là kỳ chính đúng không? Và kỳ tháng 3 sẽ là kỳ người ta ưu tiên hơn, ngắm hoa anh đào nở này, và thời tiết nó khá là dễ chịu, se se lạnh và hơi ấm một chút, thì mọi thứ nó rất là chill giống như trên phim ảnh. Nhưng mà mỗi năm ở Hàn Quốc, mỗi top trường người ta xét lại một lần là vào kỳ tháng 3. Có thể là kỳ trước thì trường này rất là ok, 100% tỷ lệ đậu visa, nhưng mà bùng một cái nó rất tốt, hay thậm chí là nó lên top 2 như thế nào đấy, thì bọn em sẽ dính một cái là cái tỷ lệ đậu visa nó không được cao. Thậm chí là khi bọn em lựa chọn trường, cái trường top 2 là nó không cần phải mở sổ đóng băng 10.000 đô, nhưng mà kỳ tháng 3 bùng một cái nó bị rớt xuống top 3 thì bọn em phải mở thêm sổ 10.000 đô. Nên là kỳ tháng 3 này cũng cần cân nhắc. Anh thì có góp ý như thế này, nếu như xác định đi kỳ tháng 12 á thì bọn em sẽ được lựa chọn nhiều trường và thậm chí là nó sẽ hơi an toàn một chút. Còn mà xác định đi kỳ tháng 3 á thì có nhiều thời gian hơn để bọn em học hành ở Việt Nam ổn định hơn, thậm chí là thi cho mình cái topic nó rất là ok.